Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc khẩn trương sôi nổi, tinh thần trách nhiệm, không né tránh, đi thẳng vào vấn đề, phiên họp giải trình lần thứ 2 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong ngày 20 tháng 6 đã kết thúc và hoàn thành các chương trình đề ra. Phiên họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện Thế Hải chủ trì. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số địa phương đơn vị giải trình 6 nhóm vấn đề liên quan đến việc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành địa phương. Cụ thể là về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Diên Bình, huyện Đắc Tô trong thực hiện hỗ trợ bồi thường đối với các hộ dân sống dọc hai bên quốc lộ 14 có nhà bị rạn nứt do ảnh hưởng khi thi công tuyến đường này. Tình hình triển khai thực hiện đấu giá, cấp phép các điểm quy hoạch khoáng sản, nhất là đất san lấp, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước, cúp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum, công tác quản lý hoạt động và việc chấp hành các quy định dạy học tại các trung tâm ngoại ngữ, tư thục trên địa bàn tỉnh, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thị trường hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực trạng và định hướng phát triển loại hình du lịch kết hợp lòng hồ, mặt nước trên địa bàn tỉnh, cùng hai ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống thiết bị kiểm định sâm Ngọc Linh và các giải pháp quản lý bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh. Nhìn chung, các nội dung yêu cầu giải trình được các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các địa phương đơn vị giải trình đầy đủ, không né tránh, đổ lỗi cho khách quan, thẳng thắn nhận khuyết điểm với những thiếu sót bất cập thuộc về trách nhiệm của địa phương đơn vị và cá nhân mình, đồng thời xác định lộ trình, biện pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao. Trình lần thứ hai của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã diễn ra sôi nổi và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Câu hỏi mà các đại biểu yêu cầu giải trình đã đúng trọng tâm, đi vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm. Các thành viên Ủy ban Nhân tỉnh, lãnh đạo các địa phương có nắm được một số vấn đề trong lĩnh vực được phân công phụ trách và giải trình tương đối đầy đủ, đi thẳng vào vấn đề các đại biểu nêu ra, thẳng thắn nhận được các hạn chế thiếu sót thuộc về trách nhiệm của địa phương, đơn vị và cá nhân mình. Sau phiên họp này, trên cơ sở những trao đổi tại phiên giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành kết luận xác định những công việc trọng tâm Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị cần thực hiện trong thời gian sắp đến. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị tham gia giải trình hôm nay sớm có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và những lời hứa cam kết của mình, khẩn trương giải quyết dứt điểm các ý kiến của cử tri, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của cử tri và nhân dân, khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra, tạo được chuyển biến thực chất về quản lý ngành, lĩnh vực trong thời gian tới. Trên tinh thần các đồng chí đã hứa thì sẽ làm thì nhất định phải được, và đã làm thì phải có kết quả cụ thể để có thể kiểm chứng đo đếm được, hay nói cách khác là có sản phẩm. Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện kết luận và lời hứa cam kết của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trong thời gian sắp đến. Giải trình là hoạt động giám sát thường xuyên của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm cùng với các cấp ngành phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời là dịp để các cơ quan đơn vị trực tiếp giải trình, báo cáo những vướng mắc khó khăn, đề xuất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn. Kết quả cụ thể về các nội dung giải trình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục thông tin trong các chương trình sau.